Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Redmi 12C. Thì mình cũng đã có một cái bài mở hộp và chia sẻ nhanh cái sản phẩm này trong video lần trước rồi. Và trong video hôm nay thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng chơi game ở trên sản phẩm này. Cụ thể đi về cấu hình phần cứng ấy, chiếc Redmi 12C nó được trang bị con chip đó chính là Helio G85 đi kèm với dung RAM phiên bản mình đang có đây là 4GB. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái phần điểm số AnTuTu luôn ở trên cái con chip Helio G85 này nhá. Thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 220.000 điểm. Điểm CPU đạt được ở đây là 68.000 và điểm GPU đạt được là 401.000 với nhân là Mali G52 MC2. Rất là quen thuộc rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là với mức giá khoảng hơn 3 triệu đồng thì cái chiếc Redmi 12C này nó thể hiện cái mặt chơi game sẽ như thế nào. Và mình xin cảm ơn cửa hàng Di Động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Redmi 12C này để thực hiện video. Link chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo cái sản phẩm này nhá. Hiện tại thì mức giá bán chính hãng của sản phẩm này tại Di Động Việt thì nó đang là 3.190.000 đồng. Và hai tựa game trong video ngày hôm nay mình test đó chính là PUBG Mobile và Liên Quân Mobile để xem là hiệu năng chơi hai cái tựa game cơ bản này của chúng thì nó sẽ thể hiện như thế nào. Mình sẽ vào cái tựa game PUBG Mobile đầu tiên nhé. Và mình đã vào bên trong cái tựa game PUBG Mobile. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem cái đồ họa thực hiện được. Hiện tại thì nó sẽ chơi ở mức đồ họa cao nhất đó chính là HD. Tuy nhiên thì tốc độ khung hình của nó chỉ ở mức là cao thôi. Là các bạn sẽ chỉ chơi được tầm khoảng là 30fps. Trên dưới 30fps một chút thì nó khá là giật lag. Các bạn sẽ không thể chơi ở mức đồ họa đó chính là HDR được. Và mình sẽ bật cửa răng cưa 2x lên và bật tính năng đổ bóng, tắt tính năng tự điều chỉnh đồ họa. Sẽ tăng độ sáng màn hình lên một chút nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào bắn thử trận. Ok, mình đã vào bên trong sảnh chờ. Thì đây mình sẽ xem cái phần nhiệt độ trước đã nhé. Tại thể mặt trước đây nó đang rơi tầm khoảng là 31 độ này, 30-31 độ. Còn một lúc sau thì sao? Một lúc sau thì cũng sẽ tầm khoảng 33 độ. Khu vực gần cụm cam con chip đây. Thực pin dưới này khoảng 30 độ. Khi mà chơi ở mức đồ họa HD và tốc độ khung hình cao này thì mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ không thể nào quá là mượt mà được. Bởi vì 30fps thì nó cũng khá là lag đấy. Mức pin nhá, hiện tại mình xem là đây, bây giờ đang là 8 giờ, mức pin nó đang là 40%. Để xem là trong vòng thời gian mình chơi cả hai tựa game và Liên Quân và PUBG nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm pin. Loa ngoài của sản phẩm này thì nó sẽ chỉ có một loa mono thôi nhá, ở phía dưới cạnh dưới và chất lượng của nó thì cũng không được cao cho lắm. Nhưng mà sản phẩm giá rẻ thì không thể đòi hỏi được rồi. Nhìn chỗ hộp à. Hay nhiều cu nào đấy, school à. Nhưng được cái là màn hình của sổ này thì nó lớn 6,71 inch mà, nên là các bạn có thể có không gian giải trí cũng như làm việc nó tốt hơn, chơi game nó cũng dễ quan sát hơn. Thao tác ở trên màn hình lớn thì bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn so với việc các bạn chơi một chiếc smartphone có màn hình nhỏ mà. Người. Gì đã gì vậy? Chưa có máu. Người hay bot vậy? À hình như là bot các bạn ạ. Ở khu chung cư cũng có người kìa. Như vậy.
có máu, hết cả đạn luôn. Bot rồi, một tiến hóa cứ như người vậy, bắn mình đã nóng lên khá khá rồi. Xem nào. Ui, lên 42 độ C rồi. Vô cụm cam này, gần con chip. Nói chung là chơi ở trên con chip này thì các bạn nên giảm cái mức đồ họa xuống dưới mượt nhá. Thì chơi nó mượt hơn. Chơi tầm khoảng 40 FPS thì các bạn có thể chơi được thoải mái hơn. Vẫn chơi được rất là ngon, ok, không sao cả. Tầm giá 3 triệu thì cũng không thể mà đòi hỏi hơn được. Con chip Helo G85 thì nó cũng không phải là một chip quá mạnh, nhưng mà trong tầm giá thì nó vẫn thể hiện ok. Nhiệt độ mình xem nào, khoảng 39 độ. Vừa nãy nó có lúc nó lên 42 độ. Thì mình chơi được 10 phút tựa game PUBG rồi thì nó tụt khoảng 3% pin, từ 40 xuống còn 37. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile nhá, để xem là hiệu năng chơi Liên Quân thì nó như thế nào. Liên Quân thì nó nhẹ hơn PUBG, vậy nên là chắc chắn là mình nghĩ là đồ họa thì hiện nó lên ok thôi. Ở đây mình đã chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile. Mình sẽ cho bạn xem cái phần cấu hình đồ họa thể hiện nhá. Đây, độ phân giải HD thì nó có thể lên siêu cao này. Chất lượng hình ảnh chỉ dừng ở mức là cao thôi. Chất lượng chi tiết ở mức cao luôn này. Đó. SFX thì mình cũng để âm thanh, chất lượng âm thanh ở mức cao nhất. Bật tắt mic này, thiết lập này, FPS thì mình sẽ đẩy lên cao nhé. Sẵn sàng. Ok. Kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Đi đường giữa. Nãy chơi PUBG thì nó 42 độ, bây giờ thì chơi Liên Quân nó nhẹ hơn, nó giảm xuống còn 34 độ thôi. Mặt sau đây 35 độ. Nói chung là nó không nặng như ở PUBG, vậy nên là đồ họa hiện nó lên khá là ổn. FPS mức 60. First blood. Sự phán quyết của thiên đình. L'Oreal mới được tăng sức mạnh, cho nên là lại đánh L'Oreal khá là sướng. Thế FPS các bạn thấy là chỉ dao động, vẫn dao động ở mức là 60, mặc dù chúng ta không thể nào mà chơi được ở mắt cấu hình, nhưng mà với 60 FPS mà chất lượng đồ họa như này thể hiện là các bạn cũng có thể đủ chơi rồi. Chữ gì đã vào ạ?
3 fill mà. Ra giải cứu. Chắc ăn được. Nói chung là chơi liên quân nó nhẹ thôi. Dragon and Slayer have appeared. Tung cánh. Thanh tẩy tà áp. Đại phán xét. Ui. Chịu bắn đau thế. Our middle lane tower is under attack. Cố ăn kêu không được. Cánh này sẽ bảo hộ mọi người. Sky high. Hey, an enemy has been defeated. Onslaught. Our middle lane tower is under attack. Sắp tới thì mình sẽ gửi các bạn cái bài đánh giá chi tiết cho chiếc máy này. Hiện tại thì vấn đề về chơi game thì mình thấy nó được. Nói chung là quá mượt khi mà mức FPS vẫn chỉ dao động ở mức là 60 mắc rồi. Nói chung là chơi liên quân như này là ổn được đúng không các bạn? Đó. Thôi có lẽ mình trải nghiệm mà được khoảng 15 phút rồi hai tựa game PUBG và liên quân thì xem nào. Mức pin nó tụt từ 40 xuống 34% pin thì đây là một cái mức pin rất là tốt và khỏe. Và nhiệt độ chơi game ấy thì đối với cái tựa game Liên Quân Mobile đây thì nó cũng sẽ rơi tầm khoảng là 38 độ. Và cái cấu hình chơi thì nó cũng không được mắc, nhưng mà đủ các bạn có thể combat. Đây, rất là mượt luôn. Của gì bạn ơi? Để chơi Liên Quân thì nó vẫn rất là tốt. Còn PUBG thì mình nghĩ là các bạn nên giảm mức đồ họa xuống dưới mức là mượt để tốc độ khung hình lên cực cao thì chơi nó sẽ tốt hơn. Và chơi cái tựa game PUBG Mobile thì nhiệt độ của máy tỏa ra nó cũng cao hơn, nó rơi tầm khoảng là 42 độ cao nhất. Còn các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game của con chip Helio G85 ở trên chiếc Redmi 12C thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Và mình xin cảm ơn cửa hàng di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Redmi 12C này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.